Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy và rất vui vì các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ở video lần này chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu về một sản phẩm nữa đến từ Việt Nam. Đó là con Clayworx Dream Cartoon. Về thiết kế của vỏ hộp thì nhìn qua khá là giống lọ thủy tinh nhưng thực ra lại là lọ nhựa. Và thiết kế của label thì mang đậm phong cách của Nostalgic. Nó có khối lượng 100g, có vẻ tương đối nhiều so với một con Clayworx, nhưng thật ra cũng chỉ là vừa đủ. Tại vì khi sử dụng con Dream Cartoon này thì các bạn phải sử dụng một lượng nhiều như là khi chúng ta sử dụng pomade, chứ không phải là một lượng nhỏ như khi dùng clay hay là wax thông thường. Con DC này có mùi thơm ngọt, khá là dễ ngửi, độ bám tỏa thì cũng ở mức tương đối khá. Về chất sáp thì đây là cái đặc điểm đáng nói nhất của con này. Nó có màu xám đen và mặc dù ghi là clay wax nhưng cái chất sáp của nó không hề cứng mà nó lại cực kỳ cream, cực kỳ dễ lấy và scoop out. Và không biết các bạn có thấy cái điều này không, nhưng mà cái chất sáp của con DC này là mình liên tưởng ngay đến Bivalent Silver Fox. Thậm chí cả cái mùi thơm ngọt này cũng có đôi chút giống với cái mùi vani mà Silver Fox mang lại. Mình có Bivalent Silver Fox ở đây nhưng mà tiếc là mình dùng hết rồi, nên có lẽ các bạn sẽ không nhìn rõ được cái sự giống nhau về chất sáp của hai con này. Tuy nhiên đến phần breakdown thì DC lộ rõ một nhược điểm khá lớn, đó là nó khó đánh tan và đồng thời cũng bị bám lại trên tay khá là nhiều. Khi breakdown thì chúng ta cảm nhận ngay được một cái độ sạn nhất định của sản phẩm, và mình tin lý do là vì trong thành phần của con này có chứa đất sét bentonite. Tuy nhiên khi mà vuốt lên tóc thì nó vẫn khá là ăn, không có hiện tượng vón cục hay là để lại những cái mảng bám ở trên tóc. Con DC này có chất sáp dạng clay tương đối là nặng, vì vậy mình không khuyến khích các bạn sử dụng nó để pre-style, và mình sẽ lại sử dụng sản phẩm pre-style ưa thích của mình, đó là The Casa Nostra Pre-Styling. Độ bóng ghi trên label là natural finish. Tuy nhiên vì cái chất sáp của con này nó có màu xám đen nên khi lên tóc nó sẽ làm độ bóng giảm xuống còn gần như là matte shine, tức là độ bóng mờ, độ bóng lì. Con DC này lên tóc từ trung bình đến dày sẽ cho một cái độ phồng tương đối khá. Tuy nhiên mình nghĩ là nếu mà sử dụng cho tóc mỏng thì nó sẽ không lên được, vì dù sao đây cũng là một con clay wax, cái chất sáp của nó tương đối nặng. Vì vậy mình nghĩ nó sẽ hiệu quả nhất khi sử dụng cho tóc từ trung bình đến dày. Dream Cartoon cho một cái texture tương đối là mềm mại, khá là giống như khi chúng ta sử dụng Claymation. Độ giữ nếp của DC mình đánh giá là ngang với Claymation, tức là độ giữ nếp cao. Tuy nhiên cái độ giữ nếp này sẽ được giảm dần theo thời gian. Trên tóc mình thì được khoảng 5 tiếng, sau đó các bạn sẽ thấy độ giữ nếp này giảm đi, bù lại. Khi lùa tay vào tóc các bạn sẽ cảm thấy khá là mượt mà và bồng bềnh. Cái đặc điểm này cũng rất giống như khi chúng ta sử dụng Hans de Foucault Claymation. Tổng kết lại thì con Dream Cartoon của The Summoner này khá giống với Hans de Foucault Claymation. Về bản chất cả hai con đều là clay wax, tuy nhiên cái chất sáp lại rất là mềm, dễ lấy, và nó đều tạo một cái độ ẩm nhẹ cho tóc. Claymation sẽ tạo cái độ ẩm nhiều hơn so với con DC này, phù hợp với tóc từ trung bình đến dày. Không nên sử dụng cho tóc mỏng, thưa và có màu tóc tẩy, tức là một mái tóc có màu nhuộm quá sáng. Và mình cũng có lời khen ngợi dành cho Brewer trẻ tuổi đã tạo ra con Dream Cartoon này. Phải nói là một sản phẩm không hề tệ chút nào. Nếu các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này thì mình sẽ để link mua ở phía bên dưới phần mô tả của video. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình về con Dream Cartoon của The Summoner. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe YouTube channel của mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.